mỗi người chúng ta đều có những cái khó khăn riêng. Cho khi mình lễ một đức Phật đó, thì đại chúng nhớ là trong Phật giáo mỗi danh hiệu Phật đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta tu tập. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấu chiến thắng Phật là mình phải đấu cho thắng mới gọi là đấu chiến thắng người ngoài, không phải tự thắng mình, không bằng tự thắng mình. Và trong con người chúng ta, mỗi người ai cũng có cái dở của mình. Thì chính khi nào chúng ta thắng được cái dở của mình thì chúng ta mới quả thật là người tiếp xúc được với một đức Phật tên là đấu chiến thắng Phật. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình đấu tranh với ai, mà chúng ta phải phấn đấu, phải nỗ lực để chúng ta vượt hơn, chúng ta thắng được những cái gì ở trong mà cái chúng ta đang gặp phải. Mà mỗi người chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày, mỗi người có một cái khó riêng, làm sao mình thắng được nó. Ví dụ thôi, có nhiều khi mình có một cái tật ham tiền, nói gì nói mà có tiền cái là mình khoái à, thấy không? À, thật ra tiền thì ai không thích, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình bị tham đắm ở trong đó, thậm chí đôi khi vì tiền mình quên hết cái tình, cái nghĩa, hay lúc nào mình đừng có quan trọng quá chuyện đó, mình bị cái đó cái là mình biết đây là cái con ma, không? Nó lôi kéo mình, làm sao mình phải phấn đấu, mình chiến thắng được nó. Như vậy thì đối với chúng ta, Đức Phật này chúng ta phải làm cho được. Hay là Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Công đức thì ai cũng có đó. Nấu ăn cũng có công đức, chùi nhà cũng có công đức, quét bàn thờ cũng có công đức, chùi nhà cầu cũng có công đức. Nhưng mà công đức nó có trở thành chiên đàn hay không? Chiên đàn là gì? Giống nói đàn đem chiên lắm ạ. Chiên đàn là một loại gỗ thơm. Chiên đàn là một loại thơm. Ví dụ mình tụng cái bài Lư Hương Vừa Bén Chiên Đàn, Khắp Sông Pháp Giới Đạo Tràng Mười Phương. Như vậy thì chiên đàn là một loại gỗ, một loại trầm. Thì mình chúng ta phải làm sao để cái công đức chúng ta làm nó đừng trở thành ra than, ra tro, mà nó phải biến thành ra chiên đàn. Vì cái việc làm đó nhất định phải tỏa thơm. Vì nếu chúng ta làm mà chúng ta có để tâm, chúng ta có hết lòng thì nó mới tỏa ra được cái việc đó. Làm không vướng danh, làm không vướng lợi, thì quả thật cái công đức đó trở thành ra chiên đàn. Hiểu ý không? Ví dụ bây giờ mình về chùa mình không quả, nhưng mà mình khoe khoang rồi không ai ghi nhận thì mình buồn. Hoặc là người ta cảm ơn mọi người mà quên nhắc tên mình buồn. Đừng quan tâm mấy chuyện đó. Chúng ta làm sao mỗi việc làm của chúng ta làm hết lòng, làm với tâm rộng lớn, làm tới chỗ viên mãn, thì cái đó là chiên đàn công đức. À, như vậy thì công đức thì ai cũng có chứ không phải không, ít nhiều thôi. Nhưng mà cái quan trọng là công đức nó có thành chiên đàn hay không, hay chi công đức đó nó trở thành ra mây khói, nó thành ra trở thành ra tro bụi thì nó uổng đi. Như vậy vì chúng ta có lỗi, đại khái mình nói vậy đi, vì chúng ta muốn sám hối cho nên chúng ta lấy các danh hiệu của Phật ra. Mà nói cho cùng là tại sao chúng ta có lỗi, là vì chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân thì tạo ra hành động, miệng thì ra lời nói, ý thì ra suy nghĩ. Lỗi lầm nó tạo từ đây. Thì bây giờ các cái hạnh tu nó cũng từ ba cái hạnh này. Thì hồi nãy thì chiên đàn công đức là việc làm phải không? Rồi thí dụ như có một đức Phật tên là Nam Mô Thanh Ngữ Phật. Thanh là trong sáng, ngữ là lời nói. À, bây giờ mình nương đức Phật Thanh Ngữ thì mình bớt được cái khẩu nghiệp. Phải không? Nam Mô Thiện Tư Duy Phật. Thiện là khéo, là lành. Tư duy là suy nghĩ. Vì vậy thì chúng ta phải suy nghĩ cho nó thiện để chúng ta giảm đi cái ý nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là chúng ta tạo từ thân, từ miệng, từ ý. Mà bây giờ tất cả hiệu của chư Phật á, không ngoài ba nghiệp này. Nói tới, nói lui, nói vòng, nói vo gì cũng từ
tất cả chư Phật đều từ những cái hiệu này mà ra, từ cái nghiệp, phải không? Giờ mình chưa biết tu thì mượn nương vào cái danh của chư Phật. Cũng giống như mình hồi nãy có một Phật tử nói với Hòa, nói mỗi lần mà con nóng, con tức giận lên thì con nhớ tới những cái câu chuyện cười thầy kể trong những bài pháp, con nhớ tới những cái lời thầy nói, cái tự nhiên con quên những cái hình ảnh kia. Vậy cái đó là mình mượn gì? Mượn cái, nương cái danh, nương cái hình ảnh để chúng ta qua được, chúng ta thắng được cái cơn tức giận của mình. Cho nên danh của chư Phật, hình ảnh của chư Phật, ngài Hư Vân á, đại sư Hư Vân á, ở Trung Hoa đó, ngài có soạn một cái quyển tên là cái quyển đó cái gì Đạo Ảnh. Đạo Ảnh là gì? Đạo tức là trong đạo, đạo pháp á. Ảnh là hình ảnh, thấy không? Thì bởi vì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống tới ngài Ca Diếp, tất cả 33 vị tổ, rồi xuống cho tới 6 vị tổ Trung Hoa, rồi xuống nữa cho tới các vị tổ của năm dòng thiền, không có hình ảnh. Cho nên á, ngài mới soạn ra một cái quyển tên là Đạo Ảnh, Đạo Ảnh Lục. Thì vẽ lại, tức là phát họa ra những hình ảnh của mỗi vị, phát họa hình ảnh của Đức Phật, rồi làm một bài kệ về Đức Phật, nói về lịch sử của một vị đó thật là ngắn, thành một cái quyển sách. Để làm chi? Để người ta, thật ra cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh chính thức của các ngài, nhưng mà chúng ta phát họa, chúng ta tưởng tượng, chúng ta phát họa ra, để rồi chúng ta nhìn vào hình ảnh đó, để mà chúng ta nương vào hình ảnh mà chúng ta tu tập. Bây giờ ngay cả quý vị nhìn trên bàn thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, hay ra làm sao thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tất cả những hình ảnh đó không có hình ảnh nào mà chính xác của các ngài hết, toàn là do chúng ta phát họa ra thôi. Phật ở chùa Vạn Hạnh đây khác với Phật ở Đạo Tràng Pháp Hoa, Đạo Tràng Pháp Hoa khác với hình ảnh Trúc Lâm, Trúc Lâm khác với hình ảnh của Tây Thiên. Tại vì sao? Tại vì mỗi một cái nghệ nhân, người ta phát họa, ta phát huy một hình ảnh của Đức Phật tùy theo cái tâm và cái nét đẹp của họ trong lúc đó. Cũng như cái người mà tạo ra tượng Phật, người ta thích hình ảnh như thế nào thì người ta chỉnh sửa cái hình ảnh theo đó. Cho nên sở dĩ Pháp Hòa nói nó rộng để cho quý vị hiểu được cái mục đích sám hối của Đạo Phật. Không phải là mình, tại sao chúng ta phải lại, tại chúng ta sao chúng ta phải đọc những cái lời đó. Nói về hạnh thì chúng ta phải nương danh Phật. Nói về lỗi, chúng ta phải nương lời Tổ, bởi vì chư Tổ thay thế mình nói ra những cái lỗi. Thí dụ như là tội sát sanh như thế nào, tội trộm cắp như thế nào, tội nói dối như thế nào, phải không? Nói mà bây giờ kêu mình tự nói, mình nói không hết ý, không đủ lời, thì các tổ soạn sẵn. Giờ mình ghi nhận, tôi có cái lỗi nghiệp nè, khẩu nghiệp nè, tôi có cái lỗi của thân nè. Cho quý vị đọc trong kinh coi, từ cái bản văn Thủy Sám, văn Lương Hoàng Sám, văn Sám Dược Sư, Đại Bi Sám, Địa Tạng Sám, Di Đà Sám, tất cả các cái bản sám hối đó, không có bản nào mà không nhắc tới chuyện sáu căn ba nghiệp. Tất cả những cái vui buồn khổ não của chúng ta từ bao nhiêu việc đó thôi. Cho nên quý mình lại Phật nhớ là không phải lại để lấy điểm, mà lại để nương hạnh đức. Và lấy cái khi chúng ta lại xuống mỗi danh hiệu Phật là tự nhắc mình mỗi một cái hạnh tu của chư Phật. Ngay cả khi quý vị lại Ngũ Bách Danh Quan Âm, thì Ngũ Bách Danh Quan Âm cũng là một hình thức nương Đức Quan Âm, mượn hình ảnh Đức Quan Âm để đưa tất cả những ý tưởng tu tập vào trong đó. Rồi, đó là đối với những người biết chữ có khả năng. Còn đối với những ai không biết chữ gì hết,
không biết đọc tiếng Việt, không biết chữ gì hết. Mỗi ngày quý vị cứ thành tâm quỳ trước Phật, nói theo cái tâm ý mình thôi: con xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm của con từ ba nghiệp thân miệng ý. Ba nghiệp thân miệng ý, từ quá khứ hiện tại, xin được sám hối tất cả. Tức mình nói theo cái lòng mình cũng thành pháp sám hối. Nhưng mà ngày nào mình cũng có một phương pháp nào đó ngắn gọn nhỏ ít gì đó cho mình, để mình có một cái công thức mình nương vào đó. Cũng giống như á, quý vị thấy mỗi ngày á, mình tới một cuốn lịch, ở Việt Nam mình hay xài lịch xé từng tờ, thì mỗi khi mình một tờ lịch trước khi mình xé đi đó, sáng ra là mình đọc cái câu đó, cái câu mà thường thường mỗi tờ lịch nó có một câu thơ nhắc nhở. Đọc xong câu đó rồi thuộc thì tốt, còn tối ngày gọi là sáng hôm sau trước khi qua tờ mới, đọc lại câu cũ một lần nữa rồi hạ xé, để làm chi? Tự mình nhắc nhở một cái điều gì đó. Mà đôi khi một cái câu thơ trong đó vậy đó, mà nó đúng cái tâm trạng của mình ngày hôm đó, cái tự nhiên mình cũng tiêu tan hết những cái buồn phiền của mình. Thì nhân hồi nãy có một Phật tử người Hoa nói rằng không có rành tiếng Việt, nhưng cô rất là nhiều bệnh, thì cô muốn ngoài cái chuyện chữa bệnh ra thì cô cũng lại Phật sám hối. Nhưng mà vì không biết chữ Việt nhiều thì Pháp Hòa bày cho cô, thì sẵn có cô ở đây Pháp cũng nhắc vậy đó. Quý cô cứ thành tâm nói theo cái tâm ý mình. Mình người Quảng mình nói tiếng Quảng cũng được, mình người Tiều mình nói tiếng Tiều, mình người nói được tiếng gì mình khởi trong lòng mình tiếng đó, không có sao hết. Tất cả quan trọng là cái tâm mình tha thiết chí thành thì đều được hết. Ai biết tụng thì tìm những bản văn tụng, người không biết tụng cứ ngày nào, thậm chí quý cô cứ Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống câu cũng được, lại ngày 10 lại, 20 lại cũng được nữa. Lại xong rồi: con xin sám hối tất cả những tội nghiệp từ quá khứ cho đến hiện đời của con, xin được, xin tất cả đều được tiêu trừ, cũng được nữa, không sao hết. Còn nếu mình biết đọc một bài sám hối nào, mình đọc 4 câu cũng được. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát 3 lần lại 3 lại cũng được nữa. Đơn giản lắm. Cái quan trọng là mình có chịu thực hiện sám hối chưa. Đừng có đợi tới nói thôi để khi nào tôi biết chữ, hay là tôi phải kiếm một cái nghi thức nào sám hối cho lẹ cho mau hết tội á. Anh không thành tâm sám hối thì tụng cái gì nó cũng không có bằng, cũng có tác dụng nhưng mà tác dụng rất ít. Còn nếu mà thành tâm một bài ngắn cũng hết tội, cũng giảm tội. Thì Pháp Hòa xin nhắc như vậy thêm để đại chúng nhớ, cái quan trọng là cái tâm mình có khởi, rồi cái cách mình có thực hiện. Chứ đừng có nói, cũng giống như có nhiều vị nói thôi chưa dám quy y tại vì còn tham sân si lắm. Ủa thì mình còn tham sân si thì mình phải ráng quy y. Có nhiều khi mình nói thôi tôi không quy y đâu, tôi không tu hành gì hết, tôi vô chùa tôi thấy rồi, mấy người trong chùa quy y mấy chục năm, tu mấy chục năm mà giữ thấy mồ luôn, thôi tôi khỏi. Tại sao mình lại lấy cái hình ảnh gọi là tệ của người ta để làm một cái hình ảnh để làm ở trong lòng mình thối lui theo cái dở của họ, phải không? Đâu phải cái pháp đó là tại họ tu trật, chứ đâu phải pháp trật đâu. Cũng giống như mình nói thôi tôi không có nấu cơm đâu, tôi thấy người kia lúc nào nấu cơm sống, thế gian này con mình người đó bộ mà hay là cả thế gian nấu cơm sống thì mình bỏ ăn sao, phải không? Thành tử không vì thấy cái dở của người khác mà mình tự thối lui mình thì không đúng. Mình á, tâm trí mình phải vượt lên, mình phải vượt thắng lên, là mình phải nhìn cái đẹp cái hay của người để mình học. Chứ còn khi mình đi vào cái chỗ nào đó mình nói, hay là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện mình thấy ai cũng bệnh hết, chứ không lẽ mình nói thôi
tôi không có vào bệnh viện nữa đâu, vào đó bệnh dữ lắm. Mình ai cũng có bệnh, mà chính người ta có bệnh người ta mới vào đó. Bác sĩ cũng đâu có nghĩa là không có bệnh, bác sĩ cũng có bệnh chứ. Vì vậy cho nên đừng có ngại khi mà chúng ta mặc cảm, chúng ta thấy rằng chúng ta tội lỗi nhiều, sám sao cho hết, hay là chúng ta còn sân si lắm, không thể nào đứng trước Phật được. Chính chúng ta còn những cái đó mà chúng ta phát tâm đứng trước Phật, thì chừng đó chúng ta mới có thể có cái cơ hội chuyển hóa. Mình có chấp nhận mình có lỗi thì mình mới có cơ hội chuyển lỗi. Mình có chấp nhận mình chữa bệnh thì mình mới có thể, mình chấp nhận mình bệnh thì mình mới chữa bệnh được. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ qua cái câu hỏi hồi nãy của một cô Phật tử. Thì mong rằng cô cũng hãy nên phát tâm sám hối ngay sau khi mà cái buổi này về, tùy khả năng mình, trước Phật mình thành tâm mình phát nguyện sám hối. Dạ. Rồi có vị nào có câu hỏi khác thì xin nêu lên. Dạ, mời cô. Trong khi con bận kinh, trong khi nghĩ bậy giờ con bận quay về. Con nghĩ bậy kinh, một cộng sáng hơn một tác cộng nữa. Được không thầy? Mà cô vẫn tụng tới giờ là được quá rồi. Thật ra điều đó là đúng vậy thôi. Khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, lâu lâu tâm mình phóng túng, nghĩ những cái câu chuyện khác, không có gì tội lỗi hết, đó là bình thường. Cái quạt ngày xưa nó phóng mình chạy theo, bây giờ mình tu mình có ý thức rồi, phải không? Vừa phóng mình biết trở lại, vừa phóng mình biết trở lại. Quý vị nhớ là tu là gì? Tu là sự trở về. Tu nghĩa là mình quay về. Quy y nghĩa là mình quay trở về với Phật chứ thôi. Xưa nay mình làm một người con lãng du, bây giờ mình nhận mình là con Phật, cho nên mình nguyện trở về với Phật, trở về với lời dạy của Phật, trở về với đoàn thể của những bậc thực tập theo lời Phật. Chúng ta gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không có gì hết. Dạ. Với một câu hỏi thì con á thường hay nóng lắm, mà hồi đó nóng thì hay chửi, mà nghe pháp của thầy trong cái cell phone của con internet, nghe thể mà nóng quá cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con bắt chước cũng ngủ từ từ. Giờ có nguội không? À, vậy tốt rồi. Rồi, có vị già có câu hỏi nào nữa không? Bây giờ không hỏi, rồi mai mốt thì phone đi kiếm. Rồi phone quà cũng được, nó chờ kiếm thầy hơn khó tổng thống nữa. Thầy cho con hỏi là ý nghĩa của tụng kinh Địa Tạng, và khi nào con cần phải tụng kinh Địa Tạng? Cái câu hỏi là ý nghĩa tụng kinh Địa Tạng và khi nào mình tụng đi kinh Địa Tạng. Thưa đại chúng, kinh Địa Tạng là mình nói tắt. Cái bộ kinh này đầy đủ tên là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức. Hay nếu mà dịch rõ ra là kinh nói về cái bổn nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị nhớ là Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, và chính cái tâm nó mới lưu xuất được những cái thệ nguyện của chính mình, và chính cái thệ nguyện đó nó mới sanh ra các công đức. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và công đức. Nếu không có công đức, nếu không có bổn nguyện thì chúng ta đâu làm. Nguyện là cái ước, cái điều mà chúng ta phát nguyện, mà nhờ chính cái sự phát nguyện đó nó mới sanh ra công đức. Phải không? Thì trước hết là nói cái tên kinh và cái nghĩa của kinh. Vậy thì
cái kinh mà trở về với cái nguồn tâm của mình, để mình lập nguyện, để mình tạo công đức, có cần thời gian nào để tụng không? Hay là có thể tụng bất cứ lúc nào? Bất cứ lúc nào, đâu phải một tháng mới hay là một năm mới gọi là đi tạo công đức đâu. À, cho nên bất cứ hoàn cảnh nào, thời lúc nào cũng có thể tụng kinh Địa Tạng hết. Và quý vị, kinh Địa Tạng á, mở ra thì thấy toàn là nói những chuyện địa ngục, chuyện tội lỗi, chuyện vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà mình nhận sự thôi, mình tu cũng tốt. Còn nếu mà mình nghe quý thầy giảng cái lý sâu màu của Địa Tạng, để chúng ta hiểu được tường tận giữa sự và lý của kinh Địa Tạng, thì chúng ta trọn vẹn công đức. Công đức ở đây là gì? Chúng ta thể hiện sự, nhưng mà chúng ta hiểu được cái lý. Mà lý mà hiểu rồi đó, thì chẳng những không bỏ sự. Sự là gì? Sự là hình tướng, là sự việc, cái đó là sự đó. Còn lý là cái ý nghĩa thâm sâu. Nếu chúng ta hiểu lý mà chúng ta vẫn không bỏ sự, thì chừng đó có phải là thật sự đúng là công đức bổ nguyện không? Mình hiểu mà mình chẳng bỏ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình biết được á, cúng nước á, trên bàn thờ á, chẳng qua là một cái biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh lương, trong sạch, định tĩnh. Cho nên cúng chung nước trên bàn thờ là nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn luôn trong sạch, vắng lặng như nước. Hiểu cái lý đó, ôi thôi vậy dẹp khỏi cúng, miễn tâm tu tịnh được rồi. Nếu anh hiểu được lý, anh vẫn không bỏ sự, anh để chung nước để hiển sự, để cái ly nước đó để làm cái biểu thiện, biểu thị cho sự, để có cơ hội anh chỉ vô ly nước, anh nói lý cho người ta nghe. Tại vì nếu không bày ly nước, người ta không khởi tâm thắc mắc, thầy ơi thầy, tại sao phải cúng nước? Làm sao mình có cơ hội mình nói cho người ta nghe? Như vậy khi chúng ta hiểu lý mà chúng ta vẫn không bỏ sự, chừng đó chúng ta mới lý sự viên dung. Mà lý sự viên dung thì công đức trọn vẹn, bổn nguyện. Pháp Hòa ví dụ quý vị dẹp không thờ ông bà, thì con cái nó đâu có thắc mắc, mai má, ông này là ai vậy má? Thì mình mới nói cho nó nghe, đây là ông ngoại của con, là ba của má. Mình dẹp luôn cái bàn thờ thì nó không có thấy cái tướng hay là gì, nó làm sao nó đặt câu hỏi. Hiểu ý không? Thành thử ra Địa Tạng, địa là tâm, tạng là địa là đất, tạng là chứa. Mà đất thì phải chứa, mà đất chứa đây là đất tâm. Đất tâm của mình chứa thiện, chứa ác, chứa đủ hết tất cả mọi hạt giống. Nhưng mà nhờ bổ nguyện, cho nên dù bất cứ một cái hạt giống nào gieo vào trong tâm, mình cũng biến nó ra thành những hạt giống tốt hết. Cho nên công đức. Bây giờ Pháp Hòa làm vườn, Pháp Hòa biết làm ủ, làm phân ủ. Quý vị cứ cho Pháp Hòa hết mấy cái vỏ rau mà quý vị bào đi, Pháp Hòa đem vô trong vườn, Pháp Hòa ủ là thành phân. Như vậy thì tại Pháp Hòa biết làm cái phân ủ đó để trồng cây, thì quý vị có cho rác cỡ nào Pháp Hòa cũng có cách Pháp Hòa chuyển hết. Rồi quý vị đem trong đó dục những cái bao ni lông, những cái chai nhựa, Pháp Hòa vẫn có thể lôi nó ra, bỏ nó vô cái thùng recycle để mình recycle nó ở cái phần nhựa. Đó, Địa Tạng đó. Và khi mình có được cái tâm như vậy rồi đó, thì bất cứ việc nào chúng ta làm cũng lưu xuất từ bổ nguyện, và từ bổ nguyện nó ra công đức hết. Như vậy, trong kinh Địa Tạng nói cái sự, mình hành sự cũng tốt, nhưng mà mai chiều kia mình hiểu được cái lý rồi, vẫn không bỏ sự. Nhưng mà bây giờ chúng ta hành sự và có lý, cho nên dẹp nó đi vì hoàn cảnh nào đó, cũng không thấy thiếu thốn. Để đi
cũng không gọi là dư. Quý vị hiểu được chỗ đó. Khi chúng ta hiểu được lý sự rồi đó, chúng ta dung nhập với tất cả mọi nơi. Mà cái này là lý của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có nói bốn chuyện: sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, phải không? Khi mà chúng ta lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, thì đó là tại vì cái tâm chúng ta dung nhiếp được hết. Vô ngại là gì? Khi mà chúng ta thông suốt được rồi thì chúng ta hài hòa, chúng ta hội nhập với cả pháp giới này, với tất cả việc làm này mà không có gì trở ngại hết. Bác làm gì? Phỉ báng chi? Thay vì mình phỉ báng, mình tạo thêm cho Phật tử, tạo cho cái chúng sanh, cái hành giả đó thêm một cái tâm phỉ báng, đâu có lợi. Thay vì vậy không, mình nói cái ý nghĩa đi, cho người ta vẫn hành trì mà người ta sanh ra cái tâm công đức, khỏi phỉ báng. Có nhiều khi á, mình thấu lý rồi, bắt đầu mình bác. Bác cái này, bác cái kia, bác để làm gì? Mà có một số quý Phật tử á, lý thì không thông, mà nghe ai nói á, thì thích chạy theo để bác. Cho nên rồi đi lên rồi cũng bác này bác kia, mà rốt cuộc chúng ta chỉ tạo cái lỗi, cái nghiệp, cái tập khí là đụng chuyện gì cũng bác, mà không có lý nào mình thông. Mình là cái người giảng pháp thì chúng bây giờ người ta đang ở trong cái lý, cái sự đó đó, chúng ta có hay, có tốt, có giỏi thì chúng ta nên pha vào cái đạo lý để làm sao người ta nhận được cái sự đó người ta làm. Nhưng bây giờ người ta có thêm cái lý màu, có phải là nó tốt hơn? Thí dụ bây giờ một cái người bệnh, họ không biết họ ăn cơm. Trời ơi trời, cơm mà ăn, mình nói chi mấy chuyện đó, dẫn cho người ta ăn cơm. Nhưng chỉ lại, cơm chị ăn nó cứng lắm, tôi bày cho cái cách này nè, nó ăn nó mềm ra, chỉ cho người ta nấu cháo người ta ăn, cũng là cơm. Nhưng bây giờ người ta ăn bằng gì? Ta ăn một cái chất thể nó mềm hơn. Thấu Hòa mới nói thầy trụ trì, giờ cái đường ruột thầy cũng tốt, mấy cô ở đây hay nấu cháo cháo ngũ cốc, thầy ăn cháo ngũ cốc tốt, tiêu hóa dễ, đủ dinh dưỡng, mà đường ruột thì không có bị chặt, nhuận trường tốt, thí dụ vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa, hay là mình nói đúng hơn là nếu mà chúng ta là cái người hiểu được Phật pháp, quý vị thấy á, mình học được từ Đức Phật. Ai làm cái gì á, Đức Phật không có bác bỏ người ta liền. Đức Phật hỏi lý do, rồi Đức Phật mới nói: tôi không nói cái này là không đúng, nhưng trong giáo pháp của tôi có cách này nè. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đọc trong kinh kinh Thiện Sanh, có một chàng thanh niên trẻ tuổi, sáng nào cũng đi ra trước cửa chùa, cửa nhà lại sáu phương. Phật hỏi: tại sao anh lại sáu phương? Nói: dạ tôi không biết, tôi thấy ba tôi ngày lại sáu hướng thì tôi cũng lại sáu hướng theo. Đức Phật mới nói: tôi không nói là anh làm như vậy là không tốt, nhưng trong giáo pháp của tôi, lại sáu phương hướng là tượng trưng cho sáu việc. Hướng đông là cha mẹ, hướng tây là thầy tổ, hướng nam là gì gì đó. Đức Phật nói sáu hướng. Thật ra lúc đó là Đức Phật ứng cái duyên đó mà Đức Phật đưa ra một cái pháp để cho mình. Người ta vẫn lại sáu phương, nhưng giờ người ta không mù mờ, người ta không có làm một cách nghĩa là máy móc nữa, mà người ta làm sao? Người ta làm một cách có hiểu biết. Đó là cái cách của Đạo Phật. Đó là cái cách của Đạo Phật. Cho nên thậm chí có những vị người ta đốt giấy tiền vàng bạc, Pháp Hòa cũng không bác. Nhưng Pháp Hòa mà thôi, bây giờ quý vị làm theo cái tâm tình, làm cái tâm tình, quý vị đốt giấy tiền được rồi.
khỏi phải mua nhà mua cửa làm chi đốt. Pháp Hòa nói đùa, nhưng mà trong cái đùa đó Pháp Hòa ví dụ đi, mình đưa nhà đưa cửa làm chi cho cực, đưa tiền thôi, tao muốn mua gì tao mua. Mình nói vậy để làm chi? Người ta giảm cái phần đốt nhà đốt cửa, mà đốt nhà cửa nó mắc dữ lắm, quý vị hiểu không? Mà cái trong khi đó một cái xấp giấy 100 đô á, xấp giấy 100 đô hay 100.000 đô gì, cả 100 tờ gì nó có 2 bạc à, tao đốt một xấp đó là bạc triệu rồi. Gửi vài triệu xuống, ông bà muốn mua gì mua. Mình nói cho người ta vừa nó có nó đơn giản mà người ta dễ nhận, mà mình không bác người ta. Pháp Hòa không bác gì hết, ai muốn gì lên Pháp Hòa cũng hỏi xong rồi mình thổi vào đó cái đạo lý. Tại sao mình phải bác? Mà mình bác mà có những người á, người ta chỉ học cái cách bác của mình rồi ta đứng lên ta cái gì người ta cũng bác, mà thật sự người ta chưa hề thông hiểu gì hết. Có phải là mình tạo cho người ta một cái điểm chuyện gì cũng bác không? Không cần. Và trở về Kinh Địa Tạng cũng vậy, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tụng Kinh Địa Tạng hết. Nói một cách khác, Địa Tạng là trở về với tâm. Thì lúc nào mà chúng ta không cần trở về với tâm, phải không? Khi chúng ta không trở về với tâm, hay nói cách khác, tâm không lên thiên đường thì tâm sẽ xuống địa ngục. Cho nên trong Kinh Địa Tạng mở đầu bằng một cái chuyện là Đại hội Vân Tập. Tất cả Vân Tập ở đâu? Cõi trời Đao Lợi. Như vậy thì Phật, Bồ Tát, mọi người, chúng quỷ thần, quý vị đọc cái phẩm đầu phải không? Thần núi, thần sông, vì các vị đều có mặt trong pháp hội đó hết. Như vậy là đó là cái giây phút mà mọi người đang hướng thượng hết. Tất cả các loài đều hướng thượng, cho nên tất cả đều có mặt ở cõi trời Đao Lợi. Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Thấy bao nhiêu cái cảnh đẹp đó, bắt đầu mọi người mới thắc mắc, trời người bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Bữa nay Địa Tạng không có ở đâu, không ở dưới địa ngục nữa, bữa nay Địa Tạng lên thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Phật Bồ Tát đều tin tưởng quy y với Địa Tạng. Có phải là quy y với tâm không? Anh tu mà anh không trở về với tâm thì không làm gì được hết. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tụng Kinh Địa Tạng à, và không cần phải gọi là đợi tới cầu siêu mới tụng Địa Tạng. Cầu an cũng tụng được, cầu bất cứ chuyện gì. Tại vì khi mà chúng ta tụng, chúng ta hiểu được cái, bây giờ cho là chúng ta hiểu sự không cũng tốt nữa. Biết lãnh ác làm lành là đúng bổn nguyện của mình rồi. Cái thứ hai, cũng có một câu hỏi kiếp đang nói thì Pháp Hòa nhớ có một vị hỏi Pháp Hòa là tại sao các chùa từ mùng 1 cho đến rằm thì tụng Vu Lan, rồi sau rằm tháng 7 cho tụng Địa Tạng, sao không tụng kinh khác mà lại các chùa đều tụng như vậy? Trước hết, nói các chùa thì phải xác định là các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, còn các chùa theo Phật giáo Nam Tông không có tụng. Vì bên Nam Tông không có Kinh Địa Tạng, người bên đó thì người ta có những cái phần kinh riêng, còn riêng Bắc Tông có một quyển Kinh Địa Tạng, hay Phật giáo Đại Thừa có Kinh Địa Tạng, và các chùa theo Phật giáo Đại Thừa đều tụng. Mà tại sao lại tụng cái thời điểm đó? Có hai lý do. Một, mùa Vu Lan còn được gọi là mùa gì? Xá tội vong nhân, phải không? Tức là cái mùa theo cái quan niệm nhân gian là mùa đó là mọi người phải hỷ xả cho nhau, lấy cái hình ảnh địa ngục làm mẫu làm chuẩn, xả hết tất cả tội nhân ở dưới địa ngục. Thì cái mùa đó chúng ta đây cũng phải thực tập cái pháp môn gì? Xa thứ tất cả những ai lầm lỗi với mình. Như vậy chúng ta mới đúng là cái tinh thần làm lễ Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân đó.
còn mình còn giận người này, còn hận người kia thì chưa phải là xá tội vong nhân. Rồi, thứ hai, vì cái mùa đó là để cầu siêu cho ông bà tổ tiên đó, cho nên đó, từ ngày mùng 1 cho đến rằm tháng 7 là đó là mùa Vu Lan, cho nên chúng ta tụng Vu Lan. Và sau Vu Lan rồi chúng ta vẫn còn trong mùa Bảo Hiếu, cho nên tụng Địa Tạng để cầu an, cầu siêu cho ông bà tổ tiên còn tại thế hoặc qua vạn. Cái ý thứ hai là gì? Là bởi vì ngày 30 tháng 7 âm lịch là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng vào cái dịp đó. Trước là cầu nguyện cho ông bà gia đình, hai là kỷ niệm vía của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Vì vậy cho đó là lý do tại sao mà các chùa Bắc Tông thường tụng Địa Tạng từ rằm cho tới 30, vì 30 tháng 7 là vía của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị hiểu ý ha. Vậy thì qua cái câu hỏi của chị đó, thì Pháp Hòa cũng xin thưa là tất cả những cái kinh điển mà trong Phật giáo Đại Thừa đó, rất nhiều những cái hình ảnh mà chúng ta nghe chừng như khó chấp nhận, nhưng mà thật sự tất cả những cái đó là một hình ảnh biểu tượng. Quý vị muốn hiểu theo sự cũng được. Nếu mà chỉ cần người đó hiểu sự mà bỏ được những cái việc làm đó thôi cũng đã là quý rồi. Cũng đã là quý rồi, huống chi là mình hiểu luôn cả được cái đạo lý nữa thì quá tốt. Cũng như giờ mình nói Phật ơi con rót nước cúng Phật, Phật về uống nước nghe, cũng được nữa. Đây sẵn đây Pháp Hòa mới kể chuyện cầu nguyện. Thì có cái em Phật tử đó, em mới kể Pháp Hòa, nó đi làm về ngày nào nó cũng tấp vô chùa, bị chùa có cái tượng Quan Âm Lộ Thiên á, lại Phật ngoài Lộ Thiên vậy thôi rồi về. Kêu hỏi gì chứ con, mỗi lần mà con lại Phật vậy con khấn gì? Nên đây trước hết con khấn vậy nè. Nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin chúc cho Phật Thích Ca mạnh khỏe vui vẻ, ăn nên làm ra, chúng sanh dễ độ, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nó nói vậy cái Pháp Hòa cười, mình hồi nào giờ mình đâu có nghe. Cái xong rồi, ủa mà sao con khấn vậy? Nó nói thầy nghĩ coi, ai tới với Phật cũng xin không mà không ai hỏi thăm Phật hết á. Dễ thương không? Nó nói con lợi Phật, cái con nói Nam Mô Bổn Sư Ca Ni Phật, hôm nay con tới thăm Phật, con muốn hỏi Phật hôm nay có khỏe mạnh không? Con cầu chúc Phật khỏe mạnh, an vui, dồi dào sức khỏe, ăn nên làm ra, làm ăn phát đạt. Nói những chuyện thế gian của mình, nó tới nó chúc Phật y vậy đó. Rồi xong qua hỏi vậy chứ sao con nói vậy? Nó nói tại vì con thấy ai tới với Phật á, cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca Phật, Phật phù hộ cho con mạnh giỏi, chuyện này chuyện kia, toàn là xin Phật mà không ai quan tâm tới Phật hết á, không ai hỏi thăm gì Phật, không ai chúc gì Phật hết á. Còn chúc Phật trước hết á, còn không có xin gì á, mà ngày nào con cũng tới trước Phật, con chúc Phật vậy, Phật gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài, phát đạt, thế gian nó nói gì, nó đem Phật, nó tặng Phật Thích Ca ở trên. Dễ thương không? Mà nó có tội không? Không có tội gì hết. Không có tội gì hết á. Nó là cái tâm của nó, mà nó nói ra được điều đó mình mới thấy nhỏ này nói hay. Mà nó nói có lý chứ. Đó, mình làm thầy chùa mấy chục năm mà mình còn chưa cầu, mình chưa chúc Phật. Mình chưa tới Phật hỏi Phật bữa nay có mạnh giỏi không? Bữa nay làm ăn khấm khá không? Mà để dám tới nó nói còn chúc Phật mạnh giỏi làm ăn khấm khá. Nghe thương ghê vậy đó. Cho mấy đứa đó tâm nó thành lắm. Mà nếu mà người nào không biết, mình chúc tầm bảy tầm ba, mình nói tầm bảy tầm ba, mày tội chết mày nghe mày. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn thấy nhỏ này quá dễ thương, mà không chừng Phật còn chứng cho nó dữ nữa. Mày tốt. Ai tới cũng xin xỏ không à. Có con nhỏ này tới nó chúc và nghe mát tai vậy. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu á, trong Phật giáo á, chúng ta không vì nhận lý mà bỏ sự. Tại vì cuộc đời này phải lý sự viên dung, phải lý sự viên dung đó. Pháp Hòa nói ví dụ như mình thỉnh một tiếng chuông, nó là một cái tiếng phát ra thôi. Hồi xưa trong luật
gọi là tiếng kiền chùy. Trong luật gọi là kiền chùy. Kiền chùy là gì? Bất cứ một cái thứ đá đồng gì đó mà nó phát ra được một cái tiếng để nó làm cái hiệu lệnh, tất cả tiếng đó gọi là kiền chùy hết. Có khi người ta lấy một miếng đá mỏng mỏng, ta treo, ta đánh một cái bon, nó phát ra cái tiếng, cũng là kiền chùy. Ở Việt Nam mình á, trường học á, nó lấy cái vành xe đó. Quý vị có nhớ hồi xưa mình đi học lấy cái vành xe treo ở trường, đánh beng beng vô cái đó, cũng là kiền chùy. Lấy cái miếng gỗ gõ cốc cốc, cái tiếng gì nó phát ra nó thành hiệu lệnh, đều là kiền chùy. Vậy thì cuộc đời này chúng ta không có lấy lý mà sống, phải lý sự. Nếu mà cuộc đời chúng ta chỉ nói lý thì thôi, khỏi làm gì hết. Thắp nhang, thắp chi, lại Phật, lại cái tượng nó làm gì, nó xi măng mà, phải không? Rồi cái gì chúng ta cũng bác hết, thì coi chừng cũng có người bác mình á. Cho nên thay vì chúng ta bác, chúng ta không bác. Cái hay á, nếu mà anh giỏi đó, anh nhận ra cái sai phải không, anh cung ứng một cái đúng đi, lấy cái úng đó ôm được cái sai. Thí dụ như á, cái đứa em trai nó hỗn với đứa anh, mình không bao giờ nói mày đánh nó, mày đập nó cho tao, mày đập nó chết đi tao tu chứ. Có phải mình xúi hai anh em nó ấu đá không? Em nó sai, con dạy nó, rồi cái cách của con sống làm sao để con dạy được cho em. Lấy cái tâm lượng của một người anh ôm ấp đứa em đó, chứ không thể nào mà mình xúi đứa em nó, thằng anh đánh thằng em vì thằng em nó hỗn hết. Mà chúng ta phải lấy mọi phương tiện làm sao chúng ta ôm ấp được đứa nhỏ đó. Đó là cái cách của đạo Phật. Thì qua cái câu hỏi Pháp Hòa nói nhiều hơn để cho đại chúng nhận được cái đường lối tu tập của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta nhận được cái đó rồi thì quý vị thấy cuộc sống này mình không bác ai hết, mình không có bao giờ mình chống bán ai hết, mà ai cũng có cái để chúng ta mượn cái đó để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Câu hỏi là công đức và phước đức. Thì cái điều này Pháp Hòa cũng có trả lời một vài lần. Khi mà chúng ta đem cái của cải vật chất chúng ta cho, hay là lấy tiền chúng ta cúng dường, cái đó là phước đức. Còn khi mà chúng ta cái hành xử của cái việc cho đó, cái hạnh đức của cái cách cho đó, cái cách cho đó nó sanh ra công đức. Pháp Hòa ví dụ như mình cho người ta tiền mà mình dục vô mặt người ta vậy nè, thì cũng có phước, nhưng mà đó mới phước thôi, mà công không có, nó tổn ở cái mặt cái cách cho đó. Cái của cho thì có rồi mà giờ cách cho không có. Cũng giống như mình chăm sóc người bệnh đó, mình cho người ta thuốc, mình giúp cho người ta, nhưng mình dằn vặt người ta, thì cái đó nó thiếu đi cái hạnh. Cho nên đó, của cho và cách cho. Của cho là phước đức, mà cách cho là công đức. Rồi mình đi vô trong chùa nè, mình công quả là phước đức, mà cái cách mình đối xử với nhau trong cái công việc đó là công đức. Ví dụ như mình nấu ăn là phước thôi, phước đức. Nhưng không lấy cái chuyện gọi là cái công cán của mình để sỉ vả người khác, để nạt nộ người khác,
để uy quyền cho người khác, cái đó gọi là công đức. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, phước đức công đức nó phải đi đôi. Vì cái cách chúng ta hành xử, quý vị hiểu ý vậy đó. Một cái người, người ta tới, người ta xin một miếng cơm, mình sẵn sàng mình cho người ta cơm, nhưng mà cái cách mình cho nó có cái vẻ nó làm cho người ta tổn thương, ta tự ái, người ta bị mặc cảm, thì mình cũng bị tổn giảm cái lòng từ của mình. Mà nếu chúng ta có tuệ giác, chúng ta có lòng từ lớn hơn á, thì chúng ta phải biết rằng cái người này á, người ta rất là dễ bị mặc cảm, cho nên mình phải cố gắng hết sức đừng để người ta bị tổn thương ở trong lòng. Người ta đừng có để cho người ta bị mặc cảm là người ta là người xin xỏ, người ta là người nghèo thiếu, thì cái đó là phước, là công đức. Còn cái cách mình cho, cái của mình cho là phước đức thôi. Đó là nói về phước đức công đức. Còn về cái việc mà chúng ta đang thờ Phật, rồi mai chiều chúng ta có cơ hội, có điều kiện, chúng ta có một cái ngôi nhà nó to hơn, thì những cái tượng Phật đó mình làm gì? Nếu như mà nó còn tốt, chẳng qua là nó nhỏ thôi. Bây giờ cái nhà mình nó to quá, mình để cái tượng nhỏ đó, nó không cân xứng. Thì một là chúng ta giữ những cái tượng nhỏ đó, chúng ta làm những cái tượng để trưng trong nhà. Hai là chúng ta tặng cho những ai mà có nhu cầu muốn thỉnh. Không được nữa thì đưa vô trong chùa, gửi vô chùa để chùa ai có cần thì chùa tặng lại cho người khác để người ta khắc thờ. Còn như nếu trường hợp những cái tượng bị bể, mà nếu mà nó bể mà mình có thể dán lại được, mà để chúng ta có thờ đi nữa cũng không sao hết, đừng có sợ cái chuyện đó. Còn trường hợp mà nó lỡ nó bể nát hết trơn, không còn làm được gì, thì mình có thể làm một cách là chúng ta đem đi đổ dưới gốc cây, lâu ngày nó thành ra phân bón và những tượng thạch cao, hoặc là mình để vào những cái chỗ recycle. Có khi thì người ta để xuống sông. Còn ngày xưa ở các chùa hay có một cái tháp hay là dưới gốc cây gì đó, ta để đó lâu ngày cho nó mục, nó rã ra ở trong đó. Nếu mà hình giấy á, thì chúng ta có thể đốt đi, không có sao hết. Hoặc là giả như kinh sách đi, thí dụ giữ quyển kinh mà quý vị cũ quá, bây giờ mình không còn đọc được nữa, mình cũng có thể recycle. Hoặc là những quyển kinh mình in nó hư, nó trật, mình recycle. Mình không có làm gì bất kính hết á, chẳng qua là từ cái quyển kinh này nó cũng từ giấy recycle mà in ra. Bây giờ quyển kinh này in nó hư, mình không sử dụng được, thì mình có thể để vào recycle để nó tiếp tục, nó recycle, nó chế tải để tiếp tục cho những tờ giấy, những quyển kinh khác có mặt. Đại chúng nhớ là mình không làm cái gì bằng cái tâm bất kính của mình, nhưng chúng ta biết đưa những cái hư đó, những cái thừa đó đi vào cái đúng chỗ của nó, để nó tiếp tục, nó chế tác trở lại, nó luân hồi, nó tái sinh trở lại để nó phục vụ tiếp thôi. Ví dụ như thời buổi bây giờ là CD là trời ơi, thôi chùa nào không biết ở trên Pháp Hoa có bị không. Trúc Lâm là cứ sáng sáng lâu lâu ra là thùng thùng, còn không thôi là ngày Chủ Nhật á, họ đi chùa sẵn vậy cái bưng vô. Mà bây giờ mở ra quý vị biết không, 50% băng giảng, 50% nhạc phim Tàu. Tôi nói nhạc à, cái gì của Paris by Night, Gala cười, Asia gì, họ để thùng thùng, họ dồn hết tất cả CD bây giờ dồn dụng chùa hết. Mình làm gì giờ? Không lẽ mình ngồi xuống mình lựa, nó coi nhạc nào hay đó tôi lựa tôi đem về tôi coi. Tất cả đều đem vô recycle hết. Mình đâu có tâm, mình biết đưa nó vào đúng cái vị trí nó có thể trở lại nó sử dụng được. Còn nếu mình bất kính, mình đem dục thùng rác hay cái gì đó, thậm chí giờ mình sơ ý mình đem dục rác mà không, mình lòng mình hoàn toàn không có một cái tâm bất kính gì hết, chỉ qua là vô tình sơ ý mình hốt rác nhầm mình dục thôi, không có sao, cái đó không có tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây cái trường hợp là nếu mà một cái xã hội cái gì mà nó dư mà không sử dụng được thì chúng ta phải biết cách chúng ta gọi là tái chế nó, rồi chúng ta gọi là recycle.
được hết, không sao hết. Ở Việt Nam á nó đỡ hơn, là vì á, có những cái chỗ người ta chuyên môn thu nhận tất cả tượng Phật bị bể, bị hư, rồi người ta đắp lại, ta đắp, người ta sơn phết lại. Việt Nam nó có những cái chỗ như vậy đó, trung tâm thu nhận tất cả những tượng Phật, kinh sách, ai không sử dụng đem là hết đằng đó để, rồi người ta bắt đầu người ta lựa lại. Kinh người ta để theo kinh, sách người ta để theo sách, rồi chùa nào có nhu cầu tới đó nhận. Phật tử nào thích thờ tượng mà không có khả năng mua sắm, có thể tới đó thu nhận những tượng người ta đã sửa sang lại rồi đem về thờ. Kinh sách nào mình thích, có nhiều chùa dư quá cũng đem tới đó chở để đó, rồi ai có chùa nào thiếu người ta tới người ta thu nhận. Ở đây mình khó hơn, mình không có những cái trung tâm như vậy, thì chúng ta có thể recycle. Còn đối với những tượng Phật thì quý vị đưa vào trong chùa để nhờ các thầy giúp cho mình. Mình ở nhà tại gia có thể mình không dám làm, mình sợ tội. Thật ra thì mình làm cũng được, không sao hết á. Nhưng mà đa số thì các vị hơi ngại, thì thôi các vị có thể nhờ quý thầy giúp. Còn lỡ chùa nào không giúp thì mình tự mình giải quyết, mình đốt đi hoặc là mình recycle vậy thôi. Chứ bây giờ là mình không thể dục thùng rác, vì mình bỏ thùng rác cái tự mình cảm thấy có một cái gì đó bất kính. Còn nếu mà chúng ta tái chế lại thì tốt hơn nha. Thầy cho con hỏi là vấn đề ăn chay ấy, thầy, tại vì con có tập là như một tháng ăn thì hai ngày là mùng một với rằm, nhưng mà con nghe nói là không được ăn hành với lại tỏi. Con không biết là gì đó đúng không thầy, hay là với lại con không hiểu là tại sao con được. Thật ra đó, cái chuyện ăn hành ăn tỏi đó nó không có gì, nó chỉ là rau thôi. Nhưng mà cái chính á là bởi vì ở trong cái rau đó nó có cái chất nồng. Nó có hai việc, một á là mình ăn nhiều á thì nó tạo ra cái mồ hôi cũng như cái hơi thở. Điều thứ hai á là trong cái chất đó đó nó có nhiều cái kích thích tố. Vì vậy cho nên á cái chính á là các vị xuất gia cần kiên cử. Còn các vị cư sĩ tại gia, các vị ăn chay, thì trừ khi nào mình cảm thấy là mình muốn thanh khiết cái bữa ăn của mình không sử dụng. Hoặc là khi mà mình ăn chay kỳ, một tháng có hai ngày thôi, mình muốn hoàn toàn cái bữa ăn đó được tinh khiết thì chúng ta kiêng. Mà chính yếu là các vị xuất gia. Mà các vị xuất gia ở đây cũng cần nói là chúng ta không có lạm dụng một cách thái quá. Còn thí dụ lỡ chúng ta đi đâu hay là ai đó nấu một chút, nó cũng không có cái gì trong vấn đề là phạm giới hết. Chuyện hành tỏi này nó không phải là chuyện sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Hiểu ý không? Bốn cái chính của chúng ta cần phải ngăn chừa, đó là bốn cái lỗi lớn. Còn những cái việc như là ăn uống chẳng qua là nó hỗ trì cho cái sự tu tập của mình, nó không phải là cái giới trọng yếu. Nhưng nếu chúng ta ngăn chừa được nó thì nó cũng giúp cho cái phần trọng yếu này không vi phạm. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên đó, các vị xuất gia giảm ăn hành tỏi để mình có thể không vi phạm. Khi mà cái kích thích tố nó mạnh quá thì chúng ta có thể sanh những cái lỗi do cái sinh lý nó mạnh thế thôi. Nhưng mà nó không phải là cái chính đó. Ví dụ bây giờ mình bên Ấn Độ đó, hồi xưa thời Phật, Phật đi khất thực, Phật đâu có bao giờ hỏi cái này có tỏi không, cái này có hành không. Đã đi khất thực rồi thì ai nấu gì mình ăn nấy chứ đâu có được quyền, phải không? Ngày nay chúng ta là những người không còn đi khất thực,
mà chúng ta là những người tự đi chợ nấu ăn. Thì vì chúng ta đi chợ nấu ăn, vì vậy mà chúng ta ăn chay. Đi khất thực thì không có thể quyết định được chuyện đó. Đã nói là khất thực nghĩa là xin ăn, mà ôm bát xin ăn thì người ta để vào bát mình cái gì thì mình thọ nhận cái đó. Còn bây giờ chúng ta không còn chế độ đi khất thực, mà chúng ta tự đi chợ nấu ăn, thì chúng ta nên chọn những món ăn nào không tổn thương đến cái sự sát sinh thải vật. Thế thôi. Còn chuyện hành tỏi chính yếu là các vị xuất gia. Còn các vị cư sĩ, nếu quý vị ăn chay trường, quý vị có tâm muốn hướng thượng tu tập tinh chuyên thì giảm. Giảm thôi. Còn ví dụ như lỡ mà mình bệnh đi, bác sĩ nói là, hay là mình nói là mình biết á, hành nó có thể, tỏi nó có thể trị bệnh, trị bệnh cảm, mình ăn cái này để trị bệnh, mình ăn vì trị bệnh, nó khác hơn là ăn để thỏa mãn. Hai cái đó nó khác. Cho nên các vị nên hiểu rõ điều này để mình không có bị vướng vấp. Thấy ai ăn hành tỏi cái mình chê cười, hay là mình cảm thấy là người đó tu hành không đúng. Thưa, không phải đâu, không phải vậy. Không. Đúng hay không á, tham sân si, không. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mấy cái đó đó. Còn mấy cái chuyện này nó chỉ là chuyện ăn uống thôi. Nhưng mà Phật Pháp á, có cái hay á, là có những cái tuy nó nhẹ, nhưng nếu chúng ta ngăn ngừa thì tốt, để nó không có làm cho mình một ngày nào đó mình sẽ vi phạm tới cái lớn. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như bây giờ mình xã hội, xã giao đi chơi với nhau, mặc dù bạn bè thân thiết với nhau, nhưng nếu mình không cần phải tiếp xúc riêng biệt giữa nam nữ dù là bạn thân, để chúng ta tránh đi cái trường hợp tình cảm dễ sinh khởi, rồi có lúc chúng ta không thể ngăn ngừa được thì nó vi phạm, rồi nó đổ vỡ hạnh phúc của đôi bên dù là bạn bè thân. Chứ có nhiều khi mình hay trao đổi partner trong những cái điệu vụ nhảy đầm, những cái khiêu vũ, thì trong khi mà mình xúc chạm mà trong một cái bản nhạc đó thì ít nhiều nó cũng có sự sinh tâm. Thì nếu chúng ta không ngăn ngay đó ngay lúc đầu thì có thể chúng ta sẽ bị cái trường hợp đi xa. Thì ở đây Pháp Hòa nói nó cũng vậy. Cái giới nhẹ nghĩa là nó không quan trọng, nhưng nếu mà chúng ta khinh thường nó, chúng ta có thể đi tới những cái lỗi lớn. Rượu không có tội. Rượu không phải sát sanh, không phải trộm cắp, không phải tà hạnh, không phải nói dối. Nhưng nếu chúng ta không ngăn ngừa cái rượu, khi chúng ta uống say, bốn giới này chúng ta có thể vi phạm. Người say rượu có thể trộm cắp, có thể đụng chết người, có thể sát sanh, có thể nói dối, vân vân. Cho nên giới trọng là như vậy, giới khinh là như vậy. Anh hiểu ý chỗ đó ha. Thì quý vị, cái câu này Pháp Hòa cũng nghe rất nhiều lần hỏi về vấn đề hành tỏi đó. Thật sự thời Phật không có cái câu này. Không. Và sau này do kinh nghiệm chúng ta thêm vào, để cốt làm sao cho các vị tu tập nó tinh chuyên hơn, nó thăng tiến hơn. Mà thường thường á, chúng sanh mình á, hay có một cái tâm là cái gì mà nó không thành những cái luật lệ quy định, chúng ta khinh thường. Ví dụ bây giờ hiện nay ở Canada mình á, quy định á, nếu mà tập hợp, thí dụ tỉnh bang này đi, tập hợp hơn 50 người bị phạt tới 2.000. Phải không? Ví dụ vậy ha. Thật sự là tại sao? Vì trong lúc này thôi, chứ trước kia chưa hề có cái luật này. Chẳng qua là bây giờ mình đang ở trong hoàng. Nếu mà nói khơi khơi, không thi hành cái luật, có thể người ta không tuân thủ đó. Vì phải làm như vậy cho nên mọi người mới tuân thủ. Thì thế thôi. Có những cái nó không lại gì đó, nhưng mà phải thành giới. Để làm chi? Để bảo hộ cho mình. Các vị đến mà đông á, là các vị phải ghi lại tên, số phone. Lỡ có chuyện gì, một người bệnh thì
những người đó có mặt ngày hôm đó sẽ được mời tới để thử hết. Đâu phải điều tra lý lịch gì mình, mà để làm gì? Để có sự bảo hộ bệnh hoạn cho mình thôi. Trong Phật Pháp cũng thế. Vì vậy cho nên nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy rằng những gì mà Phật quy định thành giới luật không phải là một sự ép uổng, toàn là những sự bảo hộ cho chúng ta. Còn câu hỏi nào nữa không? Rồi, mời cô. Thì đã nói là tụng thì cái gì nó có chữ là mình tụng thôi. Mà bây giờ thời đại nó tốt hơn thì kinh điển không còn in ra giấy nữa, mà người ta để trên sẵn trên online. Mình cứ mở online ra mình tụng. Thứ nhất là không có choáng chỗ, thứ hai không xài giấy nhiều, rất là tiện lợi. Bây giờ có nhiều chùa người ta tiến bộ, người ta không còn in kinh sách nữa, mà trên chánh điện người ta làm hai cái tivi lớn, lớn lắm, và sẽ có điều khiển tất cả toàn thể đại chúng tập hợp nhìn lên hai cái màn hình đó tụng thôi. Có người điều khiển hết tất cả mọi trang kinh, và mọi người không cần cầm bổn, không cần in sách vở gì nữa hết. Đấy, tốt thôi, không sao hết. Rồi có một vị đó mới sợ vậy nè. Cái iPad đó mà mở kinh ra rồi á, bây giờ á, tưởng tượng nó là cuốn kinh rồi, không dám dục tầm bậy, đem bàn thờ để không à. Thật sự ra cái đó cũng là cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì. Nhưng Bảo Hòa cũng nghĩ rằng mình không cần phải quá như vậy, phải không? Thí dụ như mình xài xong cái iPad theo nguyên tắc bình thường, mình cũng đâu có dục tầm bậy đâu, mình cũng phải để lên đầu tủ, bàn gì đó. Nhưng mà tại vì cái vị này nghĩ rằng đã từng mở kinh trong cái iPad đó rồi, cho nên bây giờ mà để bậy cái sợ tội. Thì thôi cũng không sao, nhưng mà thật tình thì trong Phật Pháp không hề bắt lỗi tội gì những cái chuyện đó. Còn nếu mình kỹ thì cái iPad nào mình để dành chuyên trong vấn đề đọc kinh nghe Pháp cũng tốt, con cái để riêng. Còn cái nào cho mấy cháu nó chơi game, nó làm gì để làm, đó là sự kỹ càng, kỹ lưỡng của mình thôi, chứ còn không có cái gì tội lỗi trong việc đó. Bạch thầy, không có đọc lá thư mà lá thư người ta viết cái từ là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Thì con nghe con không có hiểu, tại vì không phải là nghĩa Việt. Thế cho nên con không hiểu, xin thầy giảng lại cho con nha. Con muốn hiểu mấy cái từ này ạ? Từ gì? Hiếu, đệ, lễ, hiếu, hiếu. Hiếu lễ con không biết, nhưng mà người ta biết chữ đệ, hiếu đệ. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Thì con không có hiểu, con lỗ chứ không có hiểu. Mới lại một cái từ nữa là cái từ tự kỷ, mới lại tự ti. Hai cái từ đấy con cũng không hiểu. Con mong thầy giảng cho con nghe mấy nè. Ai đi đọc Phật. Thật ra những cái đó là những cái lễ nghĩa ở trong đời sống của con người. Mình sống ở đời thì phải có hiếu, tức là chết trước hết là con cái phải có hiếu cha mẹ. Con người là phải có hiếu. Thí dụ như em có hiếu với anh, con có hiếu với cha mẹ. Chữ hiếu là đối tốt. Bên cạnh hiếu chúng ta phải có lễ. Lễ là gì? Lễ phép. Lễ phép. Thí dụ gặp người ta phải chào hỏi, khách tới nhà phải chào, gặp người phải chào. Đó, cái đó là gì? Đó là những cái đạo đức căn bản của con người. Con người sống là phải có hiếu, có lễ, rồi phải có trung. Trung là gì? Trung thành. Không, mình làm, mình đối với ai mình phải trung thành. Chứ thí dụ mình tới hãng đó mình làm, mình phải trung thành với cái hãng đó. Mình không có được làm những cái chuyện phản ngược lại chứ cái hãng đó, để cho hại cho người ta, để người ta phải gọi là phá sản. Tín là gì? Là niềm tin. Người sống phải có chữ trung và tín. Trung là mình gọi là mình thành thật. Tín là gì? Là mình phải có uy tín, nói như vậy là mình phải làm như vậy. Đó là những cái đạo đức căn bản.
hiếu lễ trung tín, rồi gì nữa, liêm sĩ. Liêm sĩ là gì? Liêm sĩ là người biết hổ thẹn. Mình sống mình phải biết hổ thẹn. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi ha. Mình ở trước một cái buổi sự, một cái lễ, một cái sự trang nghiêm, thì mình phải ăn mặc cho nó đúng phép. Đó là lễ đó. Cái ăn mặc nó cũng nói lên cái lễ của mình đối với người ta. Cho nên vì vậy á, mà thí dụ mình đến trước Phật á, mình đảnh lễ Phật là mình bày tỏ lòng cung kính rồi. Mà mình ăn mặc hở hang quá, thiêu lễ. Cho nên mình đi ăn tiệc á, cái cách mình mặc đồ á, cũng nói lên cái sự trọng người ta hay là mình khinh thường người ta đó. Có nhiều khi mình đi tới một cái tang lễ, không có người nào mà đi tang lễ mà ăn mặc một cái màu rực rỡ. Mà ai mà ăn mặc rực rỡ và vô á, không có đúng với cái bữa lễ đó, là tự nhiên ta nhìn người đó làm sao? Người này không biết, không biết chuyện. Mình đi đám tang mình phải ăn mặc theo đám tang. Mình đi đám cưới thì mình có quyền ăn mặc theo đám cưới. Mình đi chùa mình phải ăn mặc theo cái phong cách của một người đi đạo, đi nhà thờ, đi chùa, đi đạo giáo. Đâu phải là một cái buổi fashion show mà mình ăn mặc coi nó không đủ lễ. Quý cô hiểu ý không? À, thành thử ra liêm sĩ tức là mình phải có cái tầm quý. Mình đi tới đó mà mình thấy rằng sự có mặt của mình á làm cho gia đình người ta xáo trộn, sự có mặt của mình làm cho người khác phải phiền não, thì người có cái sự tàm quý người ta sẽ rút lui. Tại vì sự có mặt của mình không đem lại lợi lạc cho gia đình người khác, mà chỉ làm tổn thương, làm bại hoại cái gia đình của người đó, làm cho cái tình cảm của gia đình người đó bị tan biến, thì tự mình phải biết liêm sĩ, phải biết tàm quý mà mình rút lui. Còn mình cứ khư khư mình ở đó thì người ta sẽ nói là sao? Người này không có liêm sĩ, không có cái sự gọi là tàm quý. Ở đó người ta coi thường, người ta khinh bỉ, mà mình cứ lì mình ở đó. Đó là những cái lời, vì mình không biết tự mình trọng mình thì người khác cũng sẽ coi thường mình. Cho nên cái đó là những cái lễ phép, những cái đạo đức căn bản của các bậc cổ đức ngày xưa đặt để cho một con người theo cái truyền thống Á Đông. À, và trong kinh á, Đức Phật có dạy một bài kinh gọi là kinh Thất Tri. Thất Tri là bảy cái biết. Trong đó có một cái biết gọi là biết thời. Biết thời là sao? Mình tới đâu, mình làm gì, mình phải biết thời gian tới, thời gian về. Thí dụ mình tới chơi, mình đã nói người ta mình tới chơi mà. Mình ở chơi nãy giờ nói chuyện xong xuôi cũng tiếng hai tiếng rồi. Thôi mình xin phép mình về để người ta còn lo việc của người ta nữa. Trời ơi, hỏi anh có bận gì không anh? Cái người ta nói dạ chút xíu tôi cũng đi công chuyện, mà cứ ngồi hoài lát anh có bận gì không anh? Mà thậm chí người ta cứ mình làm việc mình tới cứ mình nói chuyện mình tới cứ nhìn cái đồng hồ hoài. Tự mình phải hiểu biết thời đã tới, chúng ta đi. Chúng ta tới đúng lúc, chúng ta ra về đúng giờ. Thậm chí mình định ở chơi lâu mà mình bước vô mình thấy không khí đó coi bộ không ổn rồi, xong công việc ngắn gọn rồi cáo từ sớm để mình không có bị người ta phiền. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên trong kinh cái Thất Tri Phật có nói biết pháp là một cái biết, mà phải biết nghĩa nữa. Thí dụ như hỏi biết thỉnh chuông không? Dạ biết, thỉnh 3 tiếng. Bon bon bon. Cái đó chỉ biết thôi mà chưa tới cái pháp nữa. Cái phương pháp thỉnh chuông làm sao? Phương pháp thỉnh mõ làm sao? Rồi khi mình thực hiện cái đó gọi là biết pháp không? Rồi phải biết nghĩa là biết cái pháp đó nó gồm cái nghĩa gì. Mà người biết pháp biết nghĩa mới gọi là biết việc. Cho nên khi mình tụng á, Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đà Ra Ni là gì? Là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, biết hết tất cả các pháp,
thông thấu tất cả các nghĩa mới gọi là đa la ni. Mà người nào được cái biết cái pháp, biết cái nghĩa thì người đó hành xử lý không có bị trở ngại. Cô hiểu và nói vậy đó. Thôi chắc rồi câu hỏi cuối nha. Kính bạch thầy, con có nghe một bài pháp nói một vị hòa thượng tham thoại đầu, ai là người niệm Phật, phải tìm cho ra ai là người niệm Phật. Mà mình đang ngồi niệm Phật mà hỏi ai là người niệm Phật, vậy tìm cho ra ai? Con không hiểu. Hiểu ý không? Thì trước hết đây là một pháp tu thiền. Mà cái thiền này được gọi là tổ sư thiền. Thiền có hai loại, gọi là Như Lai thiền. Như Lai thiền là thiền quán hơi thở, thiền chánh niệm, ăn biết ăn, uống biết uống, đi biết đi, làm việc biết làm việc. Làm việc gì mình chánh niệm việc đó, cái đó gọi là Như Lai thiền. Còn tổ sư thiền là kiểu dạng vậy nè. Nói tới hỏi đường trả lời nẻo vậy đó. Hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu. Nói uống trà đi, không dính dáng gì chuyện tu hết mà lại tu. Tại sao? Tham là tham cứu, tham cứu dính vào đó, dính mắt dính vào cái đó, nghiên cứu cho ra cái câu đó gọi là tham. Thoại đầu là một câu ngắn gọn, ví dụ như câu này nè: ai là người niệm Phật? Đó là thoại đầu đó. Bây giờ anh tham câu đó đi, tham thiền câu đó, tham quán câu đó. Ai là người niệm Phật? Ai? Ai là người niệm Phật? Thì khi cái tâm mình nó bận vô cái chuyện ai là người niệm Phật, còn tâm nào để nghĩ chuyện khác không? Không. Đó là một cách chánh niệm. Nhưng mà ông nói chơi làm vậy đó, làm rùm beng ra vậy đó. Nhưng mà tới hồi hiểu ra không có gì rùm beng hết á. Thí dụ Pháp Hòa mới hỏi một câu, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa bữa đó Pháp Hòa mới vô bếp, Pháp hỏi một chị nấu bếp bữa đó. Pháp hỏi chạy níu y dần, chạy níu y dần. Chị không hiểu Pháp Hòa nói cái gì mà suốt buổi chiều đó chị cứ tham cái câu đó thôi, chẳng níu y dần. Cái tới cuối cùng chị không ra gì hết. Thầy ơi, thầy hỏi câu gì? Thì chạy ở gì? Chạy níu là chiều nay, y dần là ăn gì? Trời đất ơi, vậy thầy không nói. Thì thật ra nó cũng là một câu đó. Nhưng mà khi mình bận rộn một cái câu mình không có cái gì nghĩa gì hết á, phải không? Thì mình không còn suy nghĩ chuyện khác. Đến khi nào mình phá vỡ ra, trời ơi trời, có gì đâu, thì tôi là người niệm Phật. Nó cũng đó hai cái nghĩa. Nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật nhưng mình không có lo niệm Phật. Con hồi nãy má để tô phở đó con, nhớ hâm ăn nghe con. Lần chuỗi có tương nữa nghe con. Rồi lần hồi cái ngò gai má rửa má để quên. Niệm Phật mà mình không có chứa câu niệm Phật, cưng lát chuyện này lát chuyện kia. Thằng nữ các tổ mới thấy cái kiểu mình vậy đó, muốn quất cho mình câu ai là người niệm Phật. Anh phải biết rằng anh là người niệm Phật thì anh đừng niệm, là phải quán chiếu, là nhớ nghĩ, đừng suy nghĩ chuyện khác mới là người niệm Phật. Thằng nữ đây là một cái câu thoại đầu mà nó rất nhiều những cái sự tu tập ở trong này. Như hôm trước họ kể câu chuyện á, hỏi thưa thầy, bữa con xin phép thầy cho con đi qua chỗ khác con tu, tại vì con ở đây thầy không có dạy con tu gì hết á. Ông thầy mới hỏi trước khi anh vô chùa đây tu anh làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Ông thầy nói đúng rồi, rồi mỗi sáng khi anh quẩy cái bánh bao tới đây anh làm gì? Nói dạ con cúng thẹn cái bánh bao. Rồi tôi làm gì cái bánh bao? Dạ thì thầy ăn cái bánh bao.
Rồi giờ anh vô đây anh làm gì? Nói dạ con nấu cơm cho thầy ăn. Rồi sau khi tôi ăn rồi anh làm gì? Dạ con dọn chén. Nói vậy thì anh cần gì tôi dạy tu nữa? Vậy thôi, không có trả lời nữa nha. Rồi thắc mắc hoài, anh nói vậy làm sao? Nói vậy làm sao? Cúng bánh bao thì ăn, ăn cơm rồi dọn. À, thì cuối cùng một ngày phát hiện ra, trời đất ơi, thì tu vậy thôi. Tu nghĩa là gì? Hư thì mình sửa, đói bụng thì mình ăn, khát nước thì mình uống, mình có sân giận thì phải bớt nóng giận. Tu là sửa, tu không có lại gì hết á. Như cái chuyện là đưa bánh bao thì ăn, dọn cơm, ăn xong thì dọn. Chuyện tu hành nó y như vậy thôi, mà mình cứ thắc mắc cho cả đống. Có ông thầy ông vô ông tu mà ông cứ xách giỏ ông đi chợ hoài à. Thì có ông cô Phật tử, con tội nghiệp cho thầy quá, thầy vô chùa thầy tu mà thầy cứ bận rộn nấu nướng đi chợ. Cái ông thầy ông nói sao mới kêu là không tu. Ông thầy ông ngộ, ông hiểu được một cái chuyện rằng tu đâu phải ngồi bàn giảng, tu đâu phải chỉ ngồi tụng kinh. Nếu anh có khả năng gì anh làm việc đó. Mà nếu anh giỏi phải không, trong pháp đi chợ anh vẫn có thể thuyết một bài pháp cho người chợ. Ngoài chợ người ta trả giá mắc rẻ kèo nài phải không, anh ra anh độ cho mấy người đó. Cái bà bán nó bà hung dữ lắm, ta tới người ta trả giá mà không được bà chửi tắt bếp. Anh làm sao anh độ được, anh ở trong cái chợ đó anh độ được. Cho nên thứ nhất tu chợ lấy gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đó là ba chỗ để tu. Tu nhà có pháp của chuyện tu nhà, tu chợ có pháp của chuyện tu chợ, tu chùa thì có chuyện của chuyện tu chùa. Chứ không có cái ý là tu số 1 là tu tại gia. Ai mà tu tại gia mới là cao nhất, ai tu chợ là tu nhì. Không có cái ý đó. Cái câu đó nghĩa là tu chợ, tu chùa, tu nhà, chỗ nào nó cũng có cái khó để chúng ta tu hết á. Chúng ta ở đâu chúng ta tùy thuận tu cho đó. Thí dụ hôm nay chúng ta ngồi chùa, chúng ta tu chùa. Ngày mai chuyện mình phải đi chợ thì ra chợ thì có những chuyện của ngoài chợ, chừng đó chúng ta phải ứng pháp để chúng ta tu chuyện ngoài chợ. Còn rồi mai mốt chúng ta về nhà thăm gia đình, chừng đó chúng ta có cái pháp ứng xử với người trong gia đình. Cái ý của câu đó là vậy, chứ không phải nó là tu chùa là tu hạng bét, tu chùa là tu hạng nhì, tu number one là tu ở nhà. Cái câu đó không có nghĩa đó. Thì ở đây thoại đầu là một cái câu ngắn gọn, không thoại là một cái câu đó. Mình tham chiếu cái câu đó, ai là người niệm Phật. Thì khi mình bận rộn cái câu ai là người niệm Phật thì không còn nghĩ chuyện khác nữa. Đó là một cách đưa mình trở về với chánh niệm thôi, không có gì hết á. Đưa mình trở về với cái thực tại. Nhưng mà đây là một cái cách đối cơ để cho các vị đừng nghĩ lung tung nữa. Nghĩ lung tung nữa. Thưa thầy, xin thầy cho con tu. Ông thầy hỏi, hồi nãy con vô đây, đôi dép con để bên trái cái cánh cửa hay con để bên phải cánh cửa? Chết trà, con lo bận rộn chuyện hỏi chuyện tu mà con quên ý thức đến đôi dép. Nghĩa là ông thầy muốn dạy á, cái chuyện tu á, nó không phải là cái chuyện vô đây hỏi đạo. Mà khi nào con có chánh niệm, con để đôi dép con ngay ngắn thôi, con đã là người tu rồi. Rồi lần sau kỳ này vô phải để ý cho thiệt kỹ nha, để đôi dép cho ngay nha, để ngay đây nha. Thế nào ông thầy cũng vô hỏi mình câu này, mình sẽ trả lời một câu đó. Mày bữa đó xui quá, mưa giống như bữa nay vậy nè, cầm cái dù vô gặp thầy Pháp Ấn cũng hỏi, hồi nãy con vô đây con để cây dù bên trái hay con để cây dù bên phải? Trời ơi, bây giờ lo vô chú trọng đôi dép thì đâu có nhớ cây dù. Hiểu ý chỗ đó không? Thầy nói chắc tu là gì? Là chánh niệm trong từng cử chỉ của chúng ta, lời nói, hành động của chúng ta là tu thôi. Nhưng mà đã nói là các vị tổ sư, các ngài đối cơ mà các ngài đưa ra cái pháp, làm sao chặt đốn cái người hành giả đó, đừng để nó lộn xộn. Giống như cái ông kia ông vô hỏi, bạch hòa thượng, trong kinh Phổ Môn á,
nói là quỷ dạ xoa la sát nghĩa là sao? Ông thầy ông nói ngu quá mà hỏi cái gì. Trời ơi, cái ông này ông giận đỏ mặt lên. Hòa thượng nói đó, giờ ông biết la sát nó ra làm sao chưa? Hiểu chỗ đó không? Cái mặt giận hừng hừng lên á, ông biết la sát ra làm sao chưa? Dạ dạ con hiểu rồi. Đó là câu thoại đầu. Thôi mình nghỉ đây nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Vạn Hạnh Victoria, hôm nay con được về tỉnh bang BC này trong chuyến Phật sự ngắn ngày. Nói ngắn nhưng cũng dài hơn mọi lúc á. Thì được sự trợ duyên của ni sư trụ trì đạo tràng chùa Pháp Hoa ở bên Vancouver, cho nên tất cả mọi Phật sự ở tỉnh này đến hôm nay cũng được viên mãn tốt đẹp. Thì chúng con xin tri ân ni sư cũng như thầy trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng con được về thăm chùa cũng như thăm quý Phật tử, đặc biệt là hơn nữa là tất cả quý vị. Tuy rằng chúng ta đang có những cái gọi là những cái hạn hẹp trong cái vấn đề tập hợp, nhưng quý vị cũng đã thu xếp mọi hoàn cảnh để cùng nhau được gặp nhau trong buổi chiều này, để chúng ta trao đổi một ít Phật Pháp để nhắc nhở chúng ta trên phương diện tu hành. Thì chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn và vượt thắng mọi chướng ngại để chúng ta thành tựu được những ước nguyện của mình. Tuy ở một cái đảo nhỏ của Canada, ở nơi này mình cũng có một ngôi chùa phải nói là rất là xinh xắn, khang trang. Đây là gì? An cư rồi đây nè. Bây giờ chỉ cần lạc nghiệp thôi là quý vị cố gắng làm sao thường về đây tu tập. Thứ nhất là được cái cơ hội gần thầy trụ trì, tiếp xúc với thầy, được lắng nghe những cái sự chỉ dẫn của thầy. Thứ hai là mình cũng trợ duyên cho ngôi Tam Bảo, trợ duyên cho thầy trên bước đường hoằng hóa của thầy, có thêm động lực. Thì mong đại chúng cùng trợ duyên cho nhau để chúng ta làm quang huy cho Phật Pháp. A Di Đà Phật. Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.